Con chờ ta lâu như vậy chỉ vì con biết ta là người duy nhất có thể cứu Lý Dị Ương. Con biết Hoàng Thúc cũng rất khó xử, nhưng ngoài cách này ra con không còn cách nào khác. Con không thể để Dị Ương chết. Sắp đến thời gian hành hình rồi. Phụ Hoàng vẫn còn nợ ta một phần thưởng. Nếu ta cầu xin, người sẽ không thể từ chối. Tuy nhiên nếu ta làm vậy, ta sẽ chọc giận Phụ Hoàng. Tại sao ta phải ngốc nghếch đi khiêu chiến giới hạn của Phụ Hoàng? Con hiểu. Để bù đắp cho việc đó, Hoàng Thúc có thể yêu cầu bất cứ thứ gì người muốn. Con đúng là thật lòng với Lý Dị Ương. Nhưng là ta lại nghe rằng Lý Dị Ương kia đã giết chết mẫu thân của con. Chỉ là hiểu lầm thôi. Dị Ương không phải là người như vậy. Con thà tin Lý Dị Ương chứ không tin chứng cứ. Nếu ta cứu Lý Dị Ương thì ta sẽ được gì? Nếu Hoàng Thúc cứu Dị Ương, con sẽ nghe lệnh người suốt đời. Cứu Lý Dị Ương cũng được thôi, nhưng con phải hứa với ta, trong vòng một tháng con phải cưới Lý Trường Lạc. Con không còn nhiều thời gian suy nghĩ. Con có hứa không? Hoàng Thúc biết rõ con không còn cách nào khác, hà tất phải hỏi? Tuy nhiên con vẫn còn đạo hiếu, trong thời gian ngắn không thể thành thân. Vậy con chỉ cần nói với Phụ Hoàng rằng cưới Lý Trường Lạc là mong ước cuối cùng của mẫu thân con. Ta tin Phụ Hoàng sẽ không từ chối. Lệnh của Phụ Hoàng ai dám từ chối? Thì ra Hoàng Thúc đã suy nghĩ giùm con cả rồi. Hơn nữa, ta muốn Lý Dị Ương không bao giờ biết chuyện này. Con hứa, miễn là Dị Ương được tha mạng thì chuyện gì con cũng đồng ý. Thực ra Hoàng Thúc không cần như thế. Ta nghĩ ngài đã đoán được ý của Điện Hạ. Sắc Dương Gia bị Thánh Thượng ghét bỏ, dẫn đến Cao Dương Dương lấy Lý Trường Lạc, thì những người ủng hộ ngài ấy sẽ suy nghĩ lại. Ngài ấy biết Điện Hạ đang đẩy ngài ra khỏi tranh đấu gai vàng. Tuy nhiên, Điện Hạ thực sự có dụng ý đó sao? Muốn trở thành nữ nhi của ta thì phải biết độ lượng. Người mà ta muốn cứu không ai có thể làm hại được. Người mà ta muốn giết cũng không ai có thể giữ lại được. Điện Hạ, người cực khổ bao nhiêu năm giờ cũng được Hoàng Thượng tin tưởng. Không lẽ vì Lý Dị Ương kia mà ngài là phật lòng Hoàng Thượng? Lúc đó ngài sẽ mất hết tất cả những gì ngài có. Điện Hạ, Điện Hạ, ngài thực sự chỉ là lợi dụng nàng ta. Ngài đang nói dối ta sao? Hay là ngài đang tự dối lòng mình? An Bình công chúa, An Bình công chúa kẻ phản bội. Đúng rồi, chính xác rồi, đúng là vậy. Phải bị tử hình thôi, đáng lắm. Phải bị tử hình thôi. Đúng, tử hình đi, giết đi. Đúng vậy, giết đi. Dị Ương, Dị Ương à, tiểu thư, mẫu thân, Dị Ương. Tiểu thư, Dị Ương à, tiểu thư, Bạch Chỉ. Dị Ương, tiểu thư, tiểu thư à. Dị Ương, Dị Ương. Dị Ương, tiểu thư. Dị Ương à, tiểu thư. Bạch Chỉ, mẫu thân,
Giờ con đã có thể an nghỉ vì con đã gặp được hai người. Một lần cuối trước khi chết. Tiểu thư, đợi nô tỳ. Bạch chỉ sẽ đi theo người. Nếu ngươi thực sự xem ta là tỷ muội, hứa với ta, hãy chăm sóc mẫu thân thật tốt. Dị ương, tiểu thư, dị ương, đừng bà, dị ương, tiểu thư. Hoàng thượng đâu? Thưa điện hạ, hoàng thượng đang ở ngự hoa viên. Tránh đường. Nếu Nam An Dương không đến kịp, người sẽ cướp pháp trường à? Dị ương đang gặp nguy, không được xảy ra bất trắc gì. Nhanh lên, giữ họ lại. To gan, các ngươi đang làm gì? Cao Dương Dương điện hạ tha tội, hoàng thượng kêu chúng thần hộ tống người về phủ. Hoàng thượng đâu? Điện hạ, hoàng thượng đang đánh cờ với Lưu Chiêu Nghi. Chưa từng thấy điện hạ hốt hoảng tới vậy. Chắc chắn là có chuyện hệ trọng. Lệnh của hoàng thượng, chúng thần không dám trái lời. Điện hạ đừng làm khó chúng thần mà. Điện hạ, tránh ra. Điện hạ, có gan thì giết ta lập công đi. Điện hạ, đừng mà. Điện hạ, cẩn thận đó. Cẩn thận. Bệ hạ, tới lượt người. Bệ hạ, Nam An Dương cầu kiến. Bây giờ trẫm không muốn gặp. Về đi. Như thật có chuyện quan trọng. Nếu có liên quan tới Lý Dị Ương thì con đừng nói. Phụ hoàng, người có nhớ hai ngày trước người hứa ban thưởng cho con trước mặt các quan lại trong triều không? Bây giờ con muốn ban thưởng sao? Im ngay, mà cúi đầu xin lỗi phụ hoàng đi. Là Tuấn Nhi kêu con làm như vậy, hay là con có tình cảm với Lý Dị Ương? Tiểu thư, chắc nàng ta bị hãm hại. Tiểu thư, không phải nàng ta giúp chúng ta đánh bại quân Tống sao? Đúng vậy, nàng ta còn giết sức dân Nam. Dị ương, không, Thác Bạc Tuấn, chàng thực sự ghét ta đến vậy sao? Thôi vậy, nếu kiếp này ta không thể ở bên nhau thì hãy gặp lại ở kiếp sau. Dị ương, tiểu thư, chị không phải như phụ hoàng nghĩ. Dù quân Đào đã giết chết sức dân Nam, nhưng khi đó Lý Dị ương vẫn đang ở trong ngục, không thể liên lạc với quân Đào, cho nên không thể nào có thể sai khiến quân Đào giết người. Với lại, Lý Dị Ương từng đi hòa hôn với thân phận công chúa, cũng có góp công lớn trong trận chiến Hoạt Đài. Cho dù công không bằng tội, con cũng mong phụ hoàng miễn chết cho Lý Dị Ương. Nàng ta lập công lớn thì có thể giết người sao? Ý của Di Thần không phải là như vậy. Chỉ là tất cả mọi người đều biết Lý Dị Ương có công giúp đánh đuổi quân Tống, hơn nữa nàng ta luôn từ chối nhận tội. Nếu phụ hoàng cứ thế giết Lý Dị Ương, không sợ rằng thiên hạ dị nghị sao? Xin phụ hoàng khai ân, thu hồi thánh lệnh. Nếu trẫm không đồng ý thì con sẽ làm gì? Con gái của ta, tiểu thư, đừng mà, đừng mà.
Đại nhân, đã xác định rõ thân phận. Đã đến giờ, hành hình. Dị Ương, đừng mà, đừng mà. Phụ Hãn, con xin lỗi. Dị Ương chính là thứ quan trọng nhất đối với con. Con không thể đứng nhìn nàng ấy chết như vậy. Xem như người chưa từng có con trai. Đừng mà, đừng mà. Dị Ương, đừng mà, đừng mà. Thánh chỉ đến. Có thánh chỉ ở đây, ai dám cãi lệnh? Có chuyện gì vậy? Thánh chỉ, thánh thượng có chỉ, sau khi điều tra rõ ràng về việc phạm tội của Lý Dị Ương, có điều uẩn khúc, trong trận chiến Lưu Tống, Lý Dị Ương có công bảo vệ lãnh thổ, trước khi điều tra ra sự thật sẽ bị giáng chức làm nô tỳ vào cung phục dịch. Khâm thử. Dị Ương, tiểu thư, Dị Ương, tiểu thư, con gái của ta.